Thưa sư cho con hỏi, làm chủ sinh già bệnh chết khi mình tu tới đâu thì có thể làm chủ được? Sư nói quý vị nghe như thế này. Cái này là cái một cái quan điểm nó sai lầm, tại vì đó Đạo Phật là hiểu được cái bản chất của thế gian, cái già, cái bệnh, cái chết, hiểu được bản chất của nó chứ không phải làm chủ được nó. Đức Phật là một vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài có già không? Ngài già chứ. Ngài có bệnh không? Ngài có bệnh chứ. Và Ngài có kết thúc cái sinh mạng của Ngài hay không? Có. Cho nên Đức Phật không bao giờ dạy hàng đệ tử làm chủ già bệnh chết. Ngài không bao giờ Ngài dạy. Mà xin thưa, cái người mà đưa ra cái tư tưởng làm chủ già bệnh chết, rốt cuộc họ cũng già, và họ hình như họ chết vì bệnh. Chẳng qua là cái đám đệ tử á, họ vì một vài lý do, vì danh, vì lợi, vì vân vân và may may, thì họ hô cái vị thầy của họ lên cái chức thánh. Thôi, cái đó là chuyện của họ. Nhưng mà xin thưa, ngay cả cái người mà hô hào làm chủ già bệnh chết thì họ vẫn già, vẫn bệnh và vẫn chết. Cho nên Đức Thế Tôn Ngài không chủ trương cái chuyện làm chủ già bệnh chết, mà Ngài chủ trương hiểu rõ. Chính vì chúng ta hiểu rõ sự vận hành của các pháp, cho nên chúng ta không có sợ già, bệnh và chết. Khi đối diện với cái già, đối diện với cái bệnh, đối diện với cái chết, chúng ta nhìn bằng một cặp mắt hiểu chuyện, bình thản và hiểu chuyện. Chúng ta biết phải làm cái gì, chứ không phải là chúng ta cố, chúng ta điều khiển, chúng ta làm chủ, chúng ta điều khiển để nó theo ý muốn của mình. Mình muốn nó không già là nó không được già, tôi muốn nó không bệnh là nó không được bệnh, và tôi muốn không chết là tôi phải sống nhăn răng cho tới bây giờ. Không phải. Đấy. Cho nên hỏi mà tu tới đâu để làm chủ được, thì xin thưa là ngay cả cái người mà đề xướng ra cái phương pháp, cái lý thuyết này đó, bản thân họ cũng không làm được. Cho nên thì không có tu tới đâu để làm được hết. Chỉ có tu theo bát chánh đạo mới hiểu được già bệnh chết, nhìn nó bằng một cặp mắt hiểu chuyện. Khi đó nó tới do duyên, không biết, không có sợ hãi, và biết phải làm gì đối với nó. Thì đó mới là phương pháp tu tập theo Đức Thế Tôn.